Mùa xuân năm 1973, tại thành phố này của miền Nam Việt Nam đã diễn ra một sự kiện chính trị có tầm quốc tế trọng đại. Ngày 29 tháng 3 năm 1973, Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Mỹ lặng lẽ làm lễ cuốn cờ rút quân về nước sau nhiều năm thất bại liên tiếp trong cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác chống lại nhân dân ta. Buộc phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam, chấm dứt chiến tranh rút quân về nước, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, chấm dứt mọi dính líu và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải chấp nhận một thất bại nặng nề, một bước lùi về chiến lược và là một thất bại có ý nghĩa thời đại của tên đế quốc đầu sỏ, kẻ thù số một của loài người tiến bộ. Mười tám năm kiên cường chống Mỹ, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng đội quân hung bạo của nước đế quốc mạnh nhất thế giới, đánh thắng mọi chiến lược chiến tranh thâm độc tàn bạo nhất của bốn đời tổng thống Mỹ kế tiếp nhau, từ chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ đến chiến lược chiến tranh Việt Nam hóa, và đã hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân Mỹ đối với miền Bắc nước ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hôm nay là thắng lợi vĩ đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi hôm nay kế tục và phát huy cao độ thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Thắng Mỹ, lực lượng cách mạng Việt Nam lớn mạnh hơn bao giờ hết. So sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường đã có sự thay đổi quan trọng, rất có lợi cho ta. Ở miền Nam, suốt những năm chiến tranh, Mỹ đã thua to, nhưng do bản chất ngoan cố, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã mở hội nghị lần thứ 21 đề ra phương châm kết hợp đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. Tháng 3 năm 1974, Quân ủy Trung ương họp để quán triệt và bàn việc thực hiện cụ thể về mặt quân sự nghị quyết của hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng. Nghị quyết được Bộ Chính trị thông qua. Hậu phương ra tiền tuyến, các tuyến đường chiến lược cũ được củng cố, nhiều tuyến đường mới được mở thêm. Trên tuyến đường chiến lược Đông Trường Sơn, con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại, lớp lớp thanh niên bộ đội lại hát tiếp bài ca lao động hùng tráng, đem nhiệt tình và tuổi trẻ san đèo bạt núi, đắp đường, dựng cầu xây cống,
để các đoàn xe cơ giới ta nhanh chóng cơ động lực lượng, việc vận chuyển lương thực vũ khí đến các chiến trường bốn mùa thông suốt. Vượt núi cao suối sâu sông cả, hệ thống đường ống dẫn dầu vươn dài từ Bắc vào Nam, bảo đảm tiếp dầu cho hàng chục nghìn xe các loại ra vào. Cùng với hệ thống thông tin vô tuyến, mạng lưới thông tin hữu tuyến từ trung ương đến các chiến trường xa nhất đã được hoàn thành, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo chỉ huy tác chiến. Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, để đánh bại hoàn toàn chiến tranh thực dân mới của Mỹ ngụy, ngày ngày miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cả nước không ngừng tăng cường gửi đến tiền tuyến lớn miền Nam sức người sức của để đồng bào và chiến sĩ ta giành thắng lợi. Toàn tỉnh Phước Long, tỉnh đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Cùng với những thắng lợi dồn dập trên khắp các chiến trường miền Nam, chiến thắng Phước Long đánh dấu một bước suy sụp mới của quân ngụy, những khả năng mới to lớn của quân và dân ta. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 21 của Đảng, trên chiến trường miền Nam, lực lượng ta đã mạnh hơn địch. Từ giọng lưỡi hò hét, bình định cấp tốc tràn ngập lãnh thổ, đến tiếng kinh cầu nguyện và những hồi chuông rền rĩ trong trò hề, lễ cầu siêu Phước Long thất thổ, địch đã thú nhận một sự suy yếu mới trên chiến trường. Cuối năm 1974, quân và dân cả nước ta đã chủ động sáng tạo ra một thời cơ chiến lược rất tốt đẹp. Trên chiến trường miền Nam, thế và lực của ta đã mạnh hơn địch. Tháng 10 và tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị đã hai lần mở hội nghị quan trọng chuyên đề về miền Nam. Bộ Chính trị nhận định, chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự chính trị như hiện nay, có thời cơ chiến lược thuận lợi như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược, mở một cuộc tổng tấn công và nổi dậy, một trận quyết chiến chiến lược quy mô lớn trên toàn chiến trường miền Nam trong hai năm 1975-1976. Nhằm tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ ngụy quân, đập tan toàn bộ ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Bộ Chính trị còn có dự kiến và chủ trương, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Xuân Ất Mão một. Đầu năm 1975, Mỹ ngụy phán đoán ta sẽ mở cuộc tiến công vào dịp trước hoặc sau Tết Nguyên Đán, hướng vào quân khu 3 của chúng, chủ yếu là Tây Ninh, quy mô lớn hơn năm trước
nhưng không lớn bằng năm 1972. Địch còn trong tay một đội quân rất đông, được trang bị hiện đại, gồm đủ các quân chủng, binh chủng, trong đó có lực lượng không quân và hải quân khá mạnh, bố trí theo thế mạnh hai đầu. Ở quân khu 2, địch bố trí hai sư đoàn chủ lực, 7 liên đoàn biệt động quân. Riêng về Tây Nguyên, địch để sư bộ binh số 23 và 7 liên đoàn biệt động quân, nhưng lại tập trung phòng giữ Bắc Tây Nguyên là chính. Tây Nguyên. Chính nơi đất rừng hùng vĩ và tươi đẹp này, trong phiên họp lịch sử ngày 8 tháng Giêng năm 1975, theo đề nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định chọn chiến trường này giáng đòn tiến công chiến lược mở đầu của cuộc tiến công và nổi dậy đều khắp năm 1975. Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên khổ nghèo cơ cực, nhưng rất giàu tinh thần yêu nước, bất khuất. Suốt mấy chục năm qua, một lòng một dạ trung thành với cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ, kiên cường đánh Pháp, đánh Mỹ. Trải qua mấy chục năm chiến đấu, quân và dân ta đã biến vùng cao nguyên này thành một chiến trường được chuẩn bị tốt. Kế hoạch tiến đánh Tây Nguyên được Bộ Chính trị phê chuẩn. Mở đầu chiến dịch, ta dồn dập đánh địch trên đường 19, đường 21, đường 14 nhằm chia cắt, bao vây, nghi binh đánh lạc hướng quân địch. Đinh ninh đòn tiến công của ta sẽ giáng vào Pleiku. Địch tập trung đối phó ở đây, điều động hầu hết các lực lượng của sư 22 bộ binh, các đơn vị thiết giáp từ Bình Định lên, cố giải tỏa đường 19. Chúng còn điều cả một trung đoàn của sư 23 bộ binh đang ở Buôn Mê Thuột lên tăng cường cho Pleiku. 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, ta nổ súng tấn công Buôn Mê Thuột, tập đoàn phòng ngự và là trung tâm chính trị kinh tế của địch ở Tây Nguyên. Nghe cấp báo, tướng Ngụy Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2, quân đoàn 2, vẫn chỉ cho là đòn nghi binh. Các lực lượng đột kích binh chủng hợp thành, từ xa, nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh thẳng vào trung tâm thị xã, nhằm vào các mục tiêu đầu não của địch trong thành phố, hai sân bay, khu căn cứ thiết giáp, sư đoàn bộ sư đoàn 23, sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk.
về thời gian, không gian, bất ngờ về lối đánh, bất ngờ cả về quy mô lực lượng tiến công. Đòn hiểm của quân ta dồn đánh địch không kịp trở tay, rối loạn thế trận, bị động, hoang mang cùng cực. Mục tiêu đầu não của địch lần lượt bị đánh chiếm. Chỉ trong vòng hơn 30 giờ chiến đấu, với khí thế tiến công sôi nổi, lực lượng áp đảo, chỉ huy kiên quyết, linh hoạt và táo bạo, lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã đập tan sức đề kháng của quân địch. 10 giờ 30 ngày 11 tháng 3, ta làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột, bắt sống tên đại tá tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng tiểu khu Đắk Lắk và tên đại tá sư đoàn phó sư đoàn 23 Nguyễn. Theo sát diễn biến trên chiến trường, ngày 11 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị kịp thời nhận định thắng lợi ở Buôn Ma Thuột, đường 19 và ở các hướng khác chứng tỏ ta có khả năng giành thắng lợi to lớn với nhịp độ nhanh hơn dự kiến. Cùng ngày, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh lệnh cho mặt trận sẵn sàng tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch đến phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột, hình thành ngay thế bao vây để tiêu diệt quân địch cụm lại ở Pleiku và chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt quân địch nếu chúng rút chạy khỏi Tây Nguyên. Bị đòn choáng váng ở Buôn Ma Thuột, trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, Bộ Tham mưu Quân ngụy vội vã điều hai trung đoàn 44-45 của sư 23 bộ binh cùng lực lượng biệt động từ Pleiku học tốc đổ quân xuống đông Buôn Ma Thuột, khu vực Phước An, hòng phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuột. Các lực lượng của ta đã sẵn sàng đón đánh địch. Đổ quân xuống Phước An, quân ngụy rơi vào chỗ ta bố trí sẵn. Tấn công bất ngờ, thọc sâu táo bạo, đánh phản kích chủ động, mưu trí liên tục, dũng mãnh. Suốt trong 4 ngày, từ 14 tháng 3 đến 18 tháng 3, các lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã đón đánh địch quyết liệt ở sân bay Hòa Bình, chi khu quân sự Buôn Hồ, quận lỵ Phước An. Ngày 18 tháng 3, lực lượng vũ trang Tây Nguyên ghi thêm một chiến công mới xuất sắc, tiêu diệt toàn bộ sư đoàn 23 ngụy và lực lượng còn lại, đập tan hoàn toàn cuộc phản kích. Chính trong lúc quân ngụy đang phản kích ở đông Buôn Ma Thuột, đích thân Nguyễn Văn Thiệu đã bay đến quân khu 2 tìm cách đối phó. Hoảng sợ trước lực lượng hùng hậu của ta ở Tây Nguyên, thấy rõ kỹ yếu về thế và lực của quân ngụy trên chiến trường này, Thiệu đã ra lệnh rút bỏ Tây Nguyên để bảo toàn lực lượng, lui về giữ vùng duyên hải, sau đó sẽ phản kích chiếm lại đất đai đã mất. Ngày 16 tháng 3, tướng ngụy Phạm Văn Phú thi hành lệnh của Thiệu, lập tức chỉ huy cuộc tháo chạy, được mệnh danh là chiến thuật di tản. ¶¶
Để tránh khỏi bị tiêu diệt, quân Ngụy vừa dí súng ép buộc nhân dân đi theo chúng, vừa đẩy mạnh hoạt động chiến tranh tâm lý thâm độc, hòng ly gián nhân dân với cách mạng. Cướp của, hãm hiếp phụ nữ, chúng đã chồng chất thêm nhiều tội ác với nhân dân. Rút bỏ Tây Nguyên, Ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn ý thức được rằng chúng đã bị mất một địa bàn chiến lược quan trọng vào tay đối phương. Từ đó, sự bố trí chiến lược của chúng trên toàn chiến trường miền Nam bị đảo lộn. Tuyến phòng ngự ven biển miền Trung và nhiều khu vực khác ở quân khu 3, quân khu 1 sẽ bị uy hiếp lớn. Nhưng không rút thì chắc chắn không những không giữ được Tây Nguyên mà cũng sẽ bị tiêu diệt. Đây là mâu thuẫn nổi bật, nói lên cái yếu, cái bị động, cái bế tắc của quân Ngụy, đồng thời thể hiện rõ thế và lực ta trên chiến trường miền Nam đã mạnh hơn địch như Bộ Chính trị đã chỉ rõ. Quân Ngụy co để cụm, hòng bảo toàn lực lượng. Ta kiên quyết đuổi, kiên quyết diệt, không cho chúng co, không cho chúng cụm. Ngày 16 tháng 3, lực lượng bố trí sẵn tại chỗ của ta cắt đường 7, chặt đôi đội hình địch. Ngày 18 tháng 3, lực lượng lớn của ta đuổi kịp địch, chặn đầu, khóa đuôi, cắt đôi đội hình địch, bừng bừng khí thế chiến thắng. Lực lượng vũ trang ta nổ súng đánh Phú Bổn, tiến công toàn bộ quân địch đang ùn lại ở đây. Toàn bộ quân địch rút chạy, gồm 6 liên đoàn quân biệt động, 3 trung đoàn thiết giáp cùng với cơ quan bộ chỉ huy quân đoàn 2 đã bị tiêu diệt. Cái gọi là chiến thuật di tản, sản phẩm của thế suy yếu bị động, vừa nặn ra lập tức bị phá sản. Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch mở đầu cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã toàn thắng. Toàn bộ vùng Tây Nguyên chiến lược, bao gồm 5 tỉnh theo sự phân chia của Ngụy quyền là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Bổn, Quảng Đức, với hơn 60 vạn nhân dân đã được hoàn toàn giải phóng. Trên 12 vạn quân địch bị tiêu diệt và tan rã, ta thu toàn bộ vũ khí phương tiện chiến tranh của địch. Hơn một thế kỷ nay, chưa lúc nào Tây Nguyên vui ngày hội lớn như hôm nay. Trên quê hương tươi đẹp và hùng vĩ của các anh hùng Ma Trăng Lơn, Bốc Vừu, Núp đã sạch bóng quân thù cướp nước và bán nước. Khắp các thành phố đô thị buôn làng của ta, rợp trời cờ đỏ, rộn rã những bài ca tiếng hát mừng thắng lợi, mừng giải phóng.
dịch Tây Nguyên toàn thắng. Từ những đơn vị trung đoàn, sư đoàn, chiến công lừng lẫy, truyền thống vẻ vang, lực lượng vũ trang Tây Nguyên vươn lên mạnh mẽ, trở thành quân đoàn chủ lực, một trong những quả đấm mạnh trên chiến trường. Trên toàn chiến trường miền Nam, phối hợp với Tây Nguyên, từ đầu tháng 3, đồng bằng sông Cửu Long tiến công nổi dậy đều khắp. Đông Nam Bộ giải phóng toàn tỉnh Bình Long, giải phóng một vùng rộng lớn ở Đông Bắc, Tây Bắc, Sài Gòn. Khu 5 đánh mạnh ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trị Thiên tiến công địch cả ở giáp ranh, cả ở đồng bằng. Địch núng thế, phải rút bỏ thị xã Quảng Trị. Trong cơn hoảng hốt sau đại bại ở Tây Nguyên, địch cũng tính rút bỏ cả Huế để phòng thủ từ đèo Hải Vân trở vào phía Nam. Một tình thế mới, một thời cơ mới đã xuất hiện. Theo dõi rất sát diễn biến của cuộc chiến đấu trên chiến trường, kịp thời phát hiện sự suy sụp đột biến của địch, những khả năng mới rất to lớn của ta. Ngày 18 tháng 3, Bộ Chính trị sáng suốt nhận định, cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Ngày 25 tháng 3, trong cuộc họp lịch sử này, Bộ Chính trị đã ra quyết nghị cực kỳ quan trọng, tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất, giải quyết xong Sài Gòn trước mùa mưa, nắm thời cơ địch đang rút lui chiến lược, tiêu diệt, làm tan rã quân đoàn một ngụy và đại bộ phận quân đoàn hai, không cho chúng rút về cụm lại chung quanh Sài Gòn. Chấp hành quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, một mặt ráo riết chỉ đạo xúc tiến công tác chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn ra định, một mặt chỉ đạo quân đoàn 2, quân khu Trị Thiên, quân khu 5 nắm vững thời cơ địch đang rút lui chiến lược, khẩn trương mở chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 1 ngụy và bộ phận còn lại của quân đoàn 2 ngụy, trọng điểm là Huế, Đà Nẵng. Ngày 22 tháng 3, các lực lượng vũ trang của ta nổ súng tiến công Huế. Cánh Nam nhanh chóng cắt đứt Huế, Đà Nẵng trên đoạn đường số 1 ở Mũi Né, Bái Sơn. Cánh Bắc vượt phòng tuyến sông Mỹ Chánh, qua quận Lệ, Phong Điền, Hướng Điền, tiến thẳng về cửa Thuận. Hỏa lực tầm xa của ta bắn phá dữ dội Sở Chỉ huy Quân đoàn 1 Tiền Phương Ngụy, Sở Chỉ huy Sư đoàn 1 Bộ binh Ngụy, bắn phá sân bay Phú Bài, bịt đường không, đồng thời tập trung bắn cửa Thuận, chặn đường rút ra biển của địch. Thế trận của địch chưa kịp triển khai, lập tức bị phá vỡ. Khiếp nhược trước hỏa lực pháo binh và các mũi đột kích thần tốc bao vây nhiều phía của ta, chúng hoảng loạn tháo chạy về cửa Thuận và cửa Tư Hiền, hòng theo đường biển rút về Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 3, từ nhiều hướng, các cánh quân của ta hợp vây tiến công quân địch đang ùn lại trong khu cảng Tân Mỹ, Thuận An. Chỉ trong vòng 4 ngày, nhanh như gió, mạnh như bão, kết hợp tiến công và nổi dậy, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn phòng ngự Trị Thiên Huế, đông hơn 4 vạn tên địch. Ngày 25 tháng 3, cố đô Huế được giải phóng. Phối hợp nhịp nhàng với Trị Thiên Huế, nhạy bén trước thời cơ mới, khu ủy khu 5 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kịp thời chỉ đạo lực lượng vũ trang khu 5 nổ súng tiến công sư 2 ngụy, giải phóng thị xã Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam. Ngày 25 tháng 3,
quân và dân Quảng Ngãi kết hợp tiến công và nổi dậy, giải phóng thị xã Quảng Ngãi, đánh chiếm căn cứ Chu Lai, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi. Trị Thiên ở phía Bắc bị mất, Nam Ngãi ở phía Nam không còn, Đà Nẵng rơi vào thế bị bao vây cô lập. Ngày 25 tháng 3, Quân ủy Trung ương nhận định, sau khi mất Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, địch có muốn giữ Đà Nẵng cũng không thể được, đã chỉ đạo quân đoàn 2, quân khu 5 kịp thời tiến công Đà Nẵng với tư tưởng chỉ đạo kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất, bất ngờ nhất và chắc thắng. Trong cái căn cứ liên hợp quân sự đông hơn 10 vạn quân này, tướng Ngụy Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1, đang gân cổ hò hét tử thủ. Ngày 28 tháng 3, hai ngày sau Huế giải phóng, ta lập tức tiến công Đà Nẵng. Đánh Bắc, thần tốc tiến theo đường số 1, chiếm đèo Hải Vân, Liên Chiểu, đánh thẳng vào thành phố, thọc sâu vào bán đảo Sơn Trà. Đánh Nam, thần tốc vượt Bà Đén, Vĩnh Điện, tiến về phía nam thành phố, đánh thóc vào sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy, sân bay Nước Mặn. Đánh Tây Nam, chiếm căn cứ Ái Nghĩa, đánh thẳng vào sân bay Đà Nẵng. Pháo lớn của ta dồn dập bắn phá các sân bay, bán đảo Sơn Trà, quân cảng Đà Nẵng, triệt đường rút chạy, đường không cũng như đường biển của địch. Hoang mang hoảng loạn, mạnh đứa nào đứa ấy chạy. Chúng nó dẫm đạp lên nhau, đấm đá, bắn giết nhau, tìm đường tẩu thoát. Hơn 10 vạn quân, chất đống các loại trang bị vũ khí hiện đại trong một căn cứ liên hợp quân sự khổng lồ do Mỹ dày công tốn của xây dựng từ nhiều năm. Phút chốc chỉ còn là một mớ hỗn quân hỗn quan, mất hết tinh thần lẫn sức đề kháng. Phối hợp với đoàn tiến công quân sự, đông đảo quần chúng, các lực lượng biệt động, dân quân tự vệ nội ngoại thành nổi dậy mạnh mẽ, giành quyền làm chủ ở nhiều khu vực. Không đầy 33 giờ chiến đấu, từ các hướng tiến công thần tốc, các binh đoàn của ta đã gặp nhau trong thành phố. Chiến dịch thần tốc tiến công Đà Nẵng đã toàn thắng. Cả thành phố hồ hởi mặc áo đẹp đổ ra đường với cờ hoa, nụ cười tươi rói trên môi, đón chào cách mạng, đón chào bộ đội con em, bao ngày mong đợi đã trở về.
Kẻ đã ngồi tại đây, Trung tướng Tư lệnh Quân khu 1, Quân đoàn 1, có cái tên là Ngô Quang Trưởng, từng thề thốt quyết tử thổ Đà Nẵng, sống chết trên đường phố Đà Nẵng, đã cao chạy xa bay, bỏ mặc hơn 10 vạn quân của cái quân đoàn đã một thời được ngụy quyền khen tặng 8 chữ vàng, hoành sơn vĩ liệt, quế hải huân danh về tội ác đẫm máu đối với nhân dân ta. Quân đoàn 1 ngụy, quân đoàn con cưng với những sư đoàn thiện chiến nhất. Quân khu 1 ngụy, quân khu quan trọng được Mỹ ra sức tăng cường trang bị từ pháo lớn Vua Chiến Trường đến xe tăng hạng nặng M48 cùng một sư đoàn không quân hảo hạng được Mỹ ngụy giao sứ mạng chấn giữ địa đầu phía Bắc đã bị xóa sổ. Tiếp theo thắng lợi vượt bậc ở Tây Nguyên, đòn chí mạng ở Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi đẩy quân ngụy vào tình trạng tuyệt vọng, suy sụp lớn về tinh thần, tổn thất lớn về vật chất, tan rã lớn về tổ chức, bế tắc hoàn toàn về chiến lược, chiến thuật. Nhà chiến lược Mỹ Taylor, nguyên là đại sứ và tư lệnh quân Mỹ ở Nam Việt Nam, nói: "Tôi không thể giải thích được thảm bại hiện nay ở Việt Nam. Đó là trận Waterloo của Mỹ." Tung Sơn, cố vấn bình định của 4 đời Tổng thống Mỹ, ví thất bại của Mỹ Thiệu như cuộc rút chạy của Napoleon ở Nga thế kỷ trước. Phối hợp với Huế, Đà Nẵng, sau khi giải phóng toàn bộ vùng cao nguyên, bộ đội Tây Nguyên phát triển tiến công theo 3 trục đường 19, 7, 21 cùng với các lực lượng địa phương và quần chúng nổi dậy, tiêu diệt, làm tan rã toàn bộ lực lượng quân đoàn 2 ngụy còn lại, giải phóng toàn bộ các tỉnh thành thuộc quân khu 2 ngụy trong một thời gian ngắn. Cũng trong thời gian này, Hải quân nhân dân kết hợp với các lực lượng vũ trang nhân dân và quần chúng nổi dậy đã giải phóng một loạt các đảo thuộc lãnh thổ nước ta do quân ngụy chiếm giữ. Thắng lợi một tháng tiến công nổi dậy làm nức lòng nhân dân cả nước. Khắp các tỉnh thành của cao nguyên bất khuất, khu 5 quật cường trị thiên anh dũng, đỏ rực cờ cách mạng, cuồn cuộn niềm vui giải phóng. Cách mạng nước ta đang bước những bước nhảy vọt, một ngày bằng 20 năm. Càng đánh ta càng thắng ta lại càng mạnh lên gấp bội. Quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, giải quyết xong Sài Gòn trước mùa mưa, có sức mạnh lớn lao động viên cổ vũ cả nước và đang từng bước trở thành hiện thực. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cả nước, sôi nổi lao động sản xuất trong niềm vui vô hạn trước thắng lợi to lớn ở tiền tuyến. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Suốt mấy chục năm cho đến hôm nay, miền Bắc ngày ngày thi đua mỗi người làm việc bằng hai, cần kiệm chắc chiêu gửi đến miền Nam mọi nhu cầu cần thiết, đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng. Trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng này, trước yêu cầu của tiền tuyến, các nhà máy, xí nghiệp, công trường, nông trường của ta sôi nổi làm thêm giờ, tăng ca thêm kíp. Các địa phương trên toàn miền Bắc khẩn trương nhiệt tình huy động lực lượng của cải đưa ra phía trước. Trong những ngày sôi động này, Bộ Chính trị quyết định thành lập Hội đồng Chi viện Chiến trường do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch.
thời cơ lịch sử đã đến, thắng lợi quyết định vẫy gọi. Lớp lớp thanh niên ưu tú được giáo dục trưởng thành trong chế độ xã hội chủ nghĩa đã sôi nổi tòng quân, tình nguyện cầm súng lên đường nối bước cha anh. Cùng với tuổi trẻ ra quân quyết thắng, yêu quý biết bao, những đồng chí đồng đội đã hết tuổi nghĩa vụ, đã phục viên chuyển ngành, nay cũng nhiệt tình trở lại quân ngũ. Thời cơ là lực lượng, thời cơ là sức mạnh. Ngày 31 tháng 3, Bộ Chính trị chỉ thị nắm vững hơn nữa thời cơ chiến lược với tư tưởng chỉ đạo, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4. Các binh đoàn chiến lược của ta trên khắp các chiến trường dồn dập thần tốc tiến về tham gia chiến dịch lịch sử. Tình hình quân ngụy rất nguy ngập. Tổng thống Ford lo sợ, học tốc cử bại tướng Wayan, nguyên là tư lệnh quân Mỹ ở Nam Việt Nam, sang Sài Gòn giúp ngụy và đốc chiến. Lúc này Mỹ không ngớt dọa dẫm, thách thức láo xược nhân dân ta. Ngụy càng lên giọng cứng cỏi hùng hổ, hòng lên dây cót tinh thần quân tướng đang sa sút lớn sau những thất bại liên tiếp ở quân khu 1 và quân khu 2. Chúng tổng động viên ồ ạt bắt lính, cấp tốc thành lập thêm nhiều sư đoàn thiết đoàn mới, đồng thời thu thập tàn quân, chấn chỉnh xây dựng lại nhiều sư đoàn bộ binh, quân biệt động và lính thủy đánh bộ. Nhìn chung, lực lượng địch còn đông nhưng ô hợp, trang bị còn nhiều nhưng tinh thần sa sút, chiến lược chiến thuật bế tắc, số đông binh sĩ chán ghét chiến tranh, tâm lý thất bại lan rộng trong sĩ quan, kể cả bọn cao cấp. Hòng giúp quân ngụy đã xa lầy tận cỏ, Tổng thống Ford khẩn cấp lập cầu hàng không, dùng máy bay Galaxy chở đến Sài Gòn hàng trăm đại bác vũ khí, đạn dược, trang bị khí tài. Nhìn cái cảnh lửa xe nước gáo này, một tờ báo phương Tây đã bình luận: không thể có bất kỳ một hành động nào của bất kỳ một cường quốc nào có thể đảo ngược được tình thế quân ngụy đang ở bên miệng hố của sự sụp đổ hoàn toàn. Bảo vệ Sài Gòn và quân khu 3, Mỹ ngụy bố trí nhiều lực lượng khống chế các đường lớn dẫn vào thành phố. Hướng đông có sư 18 bộ binh, các lữ dù, lính thủy đánh bộ khống chế đường 1 và đường 15. Bắc có sư 5 bộ binh đóng dọc đường 13. Tây Bắc có sư 25 bộ binh, lực lượng biệt động thiết giáp đóng dọc đường 22. Tây Nam có sư 22 bộ binh mới khôi phục, dọc đường 4 từ Tân An đến Mỹ Tho có sư bộ binh số 7, số 9, 3 sư đoàn không quân trực tiếp phòng thủ khu vực. Một tuyến phòng thủ từ xa được thành lập ở Phan Rang do Bộ Tư lệnh Tiền phương quân khu 3 ngụy trực tiếp chỉ huy. Ngày 9 tháng 4, một cánh quân của ta nổ súng đánh Xuân Lộc. Xuân Lộc là khu vực phòng thủ trọng yếu của địch ở quân khu 3 và Sài Gòn, nằm án ngữ trên đường 1, đông Sài Gòn 60 km. Và do sư đoàn 18 bộ binh ngụy cùng nhiều đơn vị thiết giáp biệt động dù chiếm giữ. Trước nguy cơ bị sụp đổ, kẻ địch cùng đường liều mạng ra sức chống đỡ, điên cuồng thí quân thí tướng, quyết bảo vệ vị trí bằng mọi giá để lấy lại tinh thần quân sĩ đang sa sút lớn và van xin chủ Mỹ tăng thêm viện trợ. Cuộc chiến đấu diễn ra giằng co ác liệt, ta đánh thiệt hại nặng trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh ngụy.
ngày 16 tháng 4, trên đường hành quân thần tốc từ miền Trung vào Sài Gòn, một cánh quân của ta phối hợp với lực lượng vũ trang khu 5 tấn công Phan Rang, cụm phòng ngự từ xa của Sài Gòn và quân khu 3 Ngụy. Lực lượng binh chủng hợp thành tấn công áp đảo, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây, bắt sống hai tướng Ngụy Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang, giải phóng Phan Rang và toàn tỉnh Ninh Thuận. Cùng thời gian này, ngày 17 tháng 4, cách mạng Campuchia giành được thắng lợi vĩ đại. Mỹ cút, ngụy quyền London sụp đổ, thủ đô Phnom Penh được giải phóng. Cách mạng Lào đang trên đà tiến công mạnh mẽ bọn phản động cực hữu. Trên bán đảo Đông Dương, thế Mỹ suy yếu rõ rệt, báo hiệu sự thất bại hoàn toàn không tránh khỏi của Mỹ và bọn tay sai ở miền Nam Việt Nam. Như một chiếc thòng lọng khổng lồ, các cánh quân lớn của ta từng ngày thít chặt dần cổ họng ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Trong cơn nguy khốn, ngày 21 tháng 4, đúng ngày ta đập vỡ Xuân Lộc, sư đoàn 18 bộ binh ngụy bỏ chạy. Mỹ gạt hiệu đưa hương lên, hòng phục vụ thủ đoạn chính trị ngoại giao xảo quyệt của chúng. Lúc này, thế và lực ta mạnh như bão táp, tin bại tướng Uyên sang Đức Chiến đã phải thú nhận. Tình hình quân sự Mỹ ngụy là tuyệt vọng. Và bên kia nước Mỹ, Tổng thống Ford buộc phải tuyên bố, chiến tranh đã kết thúc đối với người Mỹ, không thể giúp đỡ người Việt Nam được nữa. Chỉ bọn tay sai, họ phải đương đầu với bất cứ số phận nào đang đợi họ. Ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị chỉ thị cho mặt trận, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng không để chậm. Hiện nay, thời cơ thúc đẩy chúng ta phải có hành động nhanh nhất, nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định toàn thắng. Cuối tháng 4, thế trận bao vây thành phố từ nhiều mặt đã hình thành. Kế hoạch tiến công Sài Gòn ra định được Bộ Chính trị phê chuẩn. Chiến dịch lịch sử này vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tổ quốc nhân dân ta giao trọng trách trong trận quyết chiến cuối cùng này cho 5 cánh quân ở 6 hướng. Hướng Đông có quân đoàn 4 với những cán bộ chiến sĩ đã giáng đòn sấm sét đầu xuân, giải phóng toàn tỉnh Phước Long, tiếp đó đã liên tiếp lập công, diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng Bình Long, Lâm Đồng, Di Linh, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 18 bộ binh ngụy ở Xuân Lộc. Hướng Đông Nam có quân đoàn 2 được tăng cường thêm sư đoàn 3 quân khu 5 đã cùng với các đơn vị anh em tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Trị Thiên Huế, đánh tan hơn 10 vạn quân địch, giải phóng Đà Nẵng, tiêu diệt cụm phòng ngự từ xa của quân khu 3 Ngụy, giải phóng Phan Rang và tỉnh Ninh Thuận. Hướng Bắc có quân đoàn 1 vừa hoàn thành cuộc hành quân thần tốc đường dài 1.700 km, tập kết đúng thời gian, bước vào trận đánh đầy khí thế. Hướng Tây Bắc có quân đoàn 3 đã lập công đầu xuất sắc, tiêu diệt, làm tan rã toàn bộ quân địch ở Tây Nguyên, giải phóng toàn bộ vùng cao nguyên chiến lược, sau đó tiếp tục phát triển tiến công cùng với các lực lượng địa phương và quần chúng nổi dậy, giải phóng nhiều tỉnh đồng bằng ven biển miền Trung. Hướng Tây Nam và Nam có đoàn 232 với những cán bộ chiến sĩ con em của bưng biển đã lập công xuất sắc, đánh thông hành lang Tây Ninh kiến tường, làm chủ sông Vàm Cỏ, liên tục đánh địch trên lộ 4, mở ra một vùng giải phóng tạo bàn đạp ở Nam Sài Gòn. Lực lượng đặc công biệt động thông minh mưu trí dũng cảm lừng lẫy chiến công cùng với các lực lượng bộ đội địa phương dân quân tự vệ nội ngoại thành họp thành một lực lượng quan trọng cùng với các cánh quân lớn tham gia chiến dịch lịch sử.
Bác kính yêu, trước giờ phút lịch sử của chiến dịch vinh dự mang tên bác hôm nay, lực lượng vũ trang được đảng bác sinh thành dạy dỗ, nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, mãi mãi ghi sâu lời dạy thiết tha chân tình của bác, trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chúng cháu nguyện đời đời xứng đáng với sự tin cậy của đảng, của nhân dân, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà đảng và nhân dân đã dành cho lực lượng vũ trang. Tổ quốc vô cùng mến yêu, trong trận đánh cuối cùng này, lực lượng vũ trang quyết dương cao lá cờ trăm trận trăm thắng của Bác Hồ vĩ đại, giành toàn thắng. Bảy giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. Trong sự khủng khiếp của quân thù và niềm hân hoan tột độ của toàn dân, địch những tưởng sau Đà Nẵng phải ít nhất 2 tháng ta mới khởi sự tiến công được Sài Gòn. Không đầy 1 tháng, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng, giành thắng lợi hoàn toàn. Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng tiến hành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị đã bắt đầu. Ngày 27 tháng 4, ta mở tấn công lớn trên hướng đông, đánh chiếm trảng bom nước trong Long Thành, giải phóng Bà Rịa. Hướng Bắc và Tây Bắc, pháo binh ta diệt nhiều trận địa pháo địch, cắt đứt các đường 16, 22 và đường 1. Tây Nam cắt đứt đường 4. Lực lượng đặc công luồn sâu đánh chiếm các cầu chung quanh Sài Gòn. Tại nước trong, trận đánh diễn ra rất quyết liệt. Nước trong nằm trên trục đường số 15, cách Sài Gòn 30 km về phía đông bắc. Lực lượng địch ở đây có 1 lữ đoàn thiết giáp và 1.000 học sinh sĩ quan ngụy chiếm giữ. Địch chống trả quyết liệt, tổ chức nhiều trận phản kích bằng bộ binh và thiết giáp, có không quân chi viện. Sĩ sư đoàn từng đánh dập đầu quân Mỹ quân Ngụy ở Khe Xanh Quảng Trị năm xưa đã nêu cao tinh thần dũng cảm quyết thắng, dồn dập tiến công, bẻ gãy các đợt phản kích của địch, làm chủ trường huấn luyện thiết giáp và một phần căn cứ nước trong. Bảy giờ ngày 28 tháng 4, một biên đội không quân nhân dân ta dùng máy bay lấy được của địch tấn công sân bay Tân Sơn Nhất. Giờ đây là lối thoát duy nhất của địch khi các con đường bộ, đường sông bao quanh Sài Gòn đã bị phong tỏa và cắt đứt. Trong hang ổ của địch không còn một nơi nào an toàn mà chúng không bị trừng phạt. Sắp đến giờ tận số, ngụy quyền Sài Gòn bày trò mới. Trần Văn Hương từ chức nhường ghế tổng thống ngụy cho Dương Văn Minh. Bão táp cách mạng đã ập đến cửa ngõ Sài Gòn. Không một phép màu nào cứu vãn được tình thế chúng bay. Không có bất kỳ một thủ đoạn chính trị ngoại giao xảo trá nào kéo dài được sự sụp đổ hoàn toàn của bọn bay. Tiến đánh Sài Gòn, ta dùng một bộ phận lực lượng thích hợp trên từng hướng, hình thành bao vây chia cắt, chặn giữ quân địch, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn chủ lực của địch phòng thủ vòng ngoài. Đồng thời, dùng đại bộ phận lực lượng nhanh chóng thập sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh tiến nhanh theo các trục đường lớn, đánh thẳng vào 5 mục tiêu đầu não của địch trong nội thành. Các lực lượng đặc công biệt động đánh chiếm trước các cầu qua sông.
Ngày 29 tháng 4, các cánh quân lớn của ta đồng loạt tấn công dữ dội trên toàn mặt trận. Hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 tấn công Đồng Dù. Đồng Dù thuộc quận Củ Chi, cách Sài Gòn 30 km về hướng Tây Bắc. Đây là căn cứ phòng thủ vững chắc của quân Mỹ trước đây, nay do sư đoàn 25 tia chớp Ngụy chiếm giữ. Sư đoàn đã đánh đòn sấm sét tiêu diệt quân địch ở Treo Reo, đường 7 trong chiến dịch Tây Nguyên. Hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống quyết thắng, dồn dập tiến công địch quyết liệt. Giờ ngày 29 tháng 4, ta hoàn toàn làm chủ căn cứ Đồng Dù, xóa sổ sư đoàn 25 tia chớp Ngụy. Chuẩn tướng Lý Tầm Bá, tư lệnh sư đoàn 25 Ngụy bị bắt sống. Hướng Bắc, quân đoàn 1 bao vây Phú Lợi, đánh chiếm Tân Nguyên, Lái Thiêu, tiêu diệt và làm tan rã sư đoàn 5 bộ binh Ngụy. Hướng Tây Nam, đoàn 232 đánh chiếm tiểu khu Hậu Nghĩa, diệt quận lỵ Đức Hòa, bức rút Đức Huệ, Trà Cú, giải phóng thị xã Hậu Nghĩa. Hướng Đông, quân đoàn 4 tiêu diệt và làm tan rã sư đoàn 18 bộ binh Ngụy, chiếm bộ tư lệnh quân đoàn 3, giải phóng sân bay và thị xã Biên Hòa. Hướng Đông Nam, quân 2 tiến công địch quyết liệt, làm chủ hoàn toàn căn cứ nước Trong, đập tan các cuộc phản kích bằng tăng thiết giáp của địch, phát triển ra đường 15, tiến mạnh về Long Bình, Sài Gòn. Khi các cánh quân lớn của ta tiến công địch quyết liệt ở vòng ngoài, từ đêm 26 đến 29 tháng 4, các lực lượng đặc công biệt động, gan dạ, mưu trí và tài giỏi đã luồn sâu tiến công các hậu cứ kho tàng, chiếm và bảo vệ các cầu bao quanh Sài Gòn, tạo điều kiện cho các binh đoàn đột kích phát triển vào nội đô. Quân địch vô cùng hoảng loạn, tan rã lớn. Có đoàn tiến công quân sự hỗ trợ, đông đảo quần chúng ven đô Sài Gòn Gia Định, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhất tề nổi dậy giành quyền làm chủ. Lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị dồn dập tiến công các đường bốt, bao vây bức hàng các vị trí địch, diệt ác trừ gian, phá banh các khu trù mật, trại tập trung, nhà tù, lùng bắt tàn quân. Quần chúng rầm rộ xuống đường tràn đầy khí thế cách mạng. Địch hoàn toàn tuyệt vọng. Ngày 29 tháng 4, theo lệnh Tổng thống Ford, Đại sứ Martin khẩn cấp tổ chức cuộc hành quân mang tên Người Liều Mạng cùng đồng bọn tháo chạy thục mạng. Khốn khổ, lực lượng của nước Mỹ ở Nam Việt Nam và quan toàn quyền của nước đế quốc mạnh nhất thế giới, Đại sứ Martin cuối cùng phải lấy bí danh là Cốt Tu bò lên sân thượng tòa nhà trắng Sài Gòn, dùng trực thăng tẩu thoát ra bể. Việt Nam, lịch sử dân tộc ta mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay, trong trận đánh Trường Kỳ 30 năm.
ta đang tiến nhanh trên đoạn đường chót, đoạn đường dẫn ta đến toàn thắng. Đất nước độc lập tự do thống nhất và vĩnh viễn độc lập tự do thống nhất, ước mơ và lý tưởng chiến đấu của cả dân tộc từ hơn một thế kỷ nay. Dòng lũ sắt thép này, đội ngũ trùng điệp này, kết tinh sức mạnh của cả dân tộc ta 20 năm chống Mỹ, 30 năm bão táp cách mạng và chiến tranh cách mạng, 45 năm kiên cường bền bỉ đấu tranh dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Tiền Phong, của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Giàu truyền thống cách mạng và yêu nước. Chào những người con của thành phố nhà máy Ba Son, rực lửa đấu tranh cách mạng từ những năm 30. Hóc Môn dương cao cờ khởi nghĩa Nam Kỳ, Củ Chi đất thép và Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang ba lần gọi Bác trước lúc hy sinh. Giờ 30 phút, cánh quân Tây Bắc đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 30 phút, cánh quân hướng Nam kéo cờ ở biệt khu thủ đô và chiếm tổng nha cảnh sát. 11 giờ, cánh quân hướng Bắc đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy. 11 giờ 30 phút, chiếm dinh lũy cuối cùng của địch, bắt sống toàn bộ nội các Dương Văn Minh. 9 dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại, toàn thắng. Toàn bộ giặc Mỹ đã nhục nhã chạy trốn khỏi nước ta. Ngụy quân ngụy quyền sụp đổ tan tành. Thắng lợi này, chiến công này thuộc về Đảng Quang Vinh, nhân dân Việt Nam anh hùng. Thắng lợi này, chiến công này, chúng ta kính dâng lên Người và sung sướng báo cáo với Người. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Người. Ngày 30 tháng 4, trong ngày mùng 1 tháng 5, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 8, Quân khu 9, lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị đồng loạt phát triển tiến công nổi dậy, đánh chiếm các căn cứ quân sự chi khu quận lỵ, tiêu diệt bức hàng và làm tan rã toàn bộ quân đoàn 4 ngụy, đánh đổ toàn bộ ngụy quyền từ cấp tỉnh đến xã, thần tốc giải phóng toàn bộ các tỉnh thành còn lại ở đồng bằng Nam Bộ và các đảo.
toàn thắng. Trận đánh Trường Kỳ 30 năm đã toàn thắng. Cùng với Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, cuộc tổng tấn công chiến lược mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong suốt 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Một chiến công chói lọi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, một sự tích thần kỳ của thế kỷ 20. Thắng lợi trọn vẹn của chúng ta hôm nay cũng là thắng lợi của sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc, của các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trên toàn thế giới, đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Việt Nam. Ba mươi năm rắp tâm xâm lược và nô dịch nhân dân ta, cuối cùng tên đế quốc đầu sỏ và hùng mạnh nhất thế giới đã cay đắng nhận ra ở Việt Nam này chúng đã chọn sai đối tượng. Cuối cùng cái đường lối chủ nghĩa thực dân mới xâm lược phản động của suốt năm đời tổng thống Mỹ kế tiếp nhau đã hoàn toàn bị phá sản. Cuộc chiến tranh hao người tốn của và kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ đã hoàn toàn thất bại, ghi vào lịch sử 200 năm nước Mỹ một thất bại nặng nề nhất, đau đớn nhất. Ba mươi năm, đất nước thân mình bị cắt xẻ làm đôi. Hôm nay, cả dân tộc chảy nước mắt mừng vui ngày đoàn tụ. Ba mươi năm, một quãng thời gian ngắn mà cũng là dài. Hôm nay, đồng chí đồng bào thân thương, những người mẹ, người cha, những cặp vợ chồng, anh em, bầu bạn, nghẹn ngào ta lại gặp lại nhau. Theo Đảng, theo Bác Hồ, từ trong tủi nhục đớn đau những năm đất nước không một màu cờ, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và hôm nay đã giành được thắng lợi trọn vẹn, vững chắc, đã giành được độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc mến yêu.